Sáng cùng ngày 13 tháng 1, Đại tá Ngô Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm chúc Tết thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và các mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Ngô Thành Đồng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thị xã Trảng Bàng tại các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, đại tá Ngô Thành Đồng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ân cần thăm hỏi sức khỏe đến các mẹ Việt Nam anh hùng, chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, đón một mùa xuân mới hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Trước đó, thừa ủy quyền của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, đại tá Ngô Thành Đồng đã đi thăm chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công dân 100 tuổi và trên 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.